cái trò tương ứng. Thì cho chị hỏi là khi mà em đóng MV với Xuân Phạm và đóng MV với Isaac thì em bị chân vinh bởi ai nhiều hơn? Quá nhẹ với chị Tám rồi đó. Hỏi sao em bị đau ruột thừa luôn. Vậy thì trước khi đến đây là chị có một cái cuộc talk với top 3 hoa hậu thế giới Việt Nam, Miss World Việt Nam ở Bình Đại. Thì trong đó chị mới biết là bạn Á hậu 2 á, bạn cực kỳ thích Isaac. Thì và thậm chí là bạn có mong muốn là được kết nối với Isaac trong cái cuộc trò chuyện đó. Và chị cũng đã liên hệ với quản lý của Isaac để Isaac có thể nói chuyện với bạn. Nhưng mà vấn đề là từng cái thời điểm là Isaac chuẩn bị cho cái hợp báo này, cho nên chị có nói là có thể xin ra tầm 10 phút được hay không. Nhưng mà bạn đó nói là cái lịch Isaac ngày hôm nay khá là bận hồ, chuẩn bị nâng cấp tất cả các kiểu để về chương trình nữa, cho nên là không thể nào mà thoát được. Cho nên có phải là cơ hội sao thì chị nó có chia sẻ lại với bạn Nhi và hậu hai là thôi thì có thể có một cái cơ hội khác để kết nối. Thành ra là bạn có nhờ chị chia sẻ lại là không biết Isaac có ấn tượng gì với Nhi trong top 37 khi mà quay cái MV ở bên xem bạn hay không? Ủa sao bữa nay tự nhiên cái nó thành ra người đơn thư vậy? Chị Kiến Thanh. Hai đầu vừa đó ai cũng kỳ nha. Này là sao đúng không? Mọi người muốn nghe trả lời trước không? Ngân đi. Ngân trả lời trước đi để ai có suy nghĩ em ơi. Phải suy nghĩ. Dạ. Là mỗi người cảm xúc như nào hả chị ta? Trời, dạ. Rung động mà. Đó. Thiệt. Thôi đừng hỏi ai hơn, khó quá. Thì chị Tám hỏi ai hơn không chị Tám? Ai hơn? Thì thực ra là vậy nè, thì em mà thì cái thời điểm đó, cách đây cũng mấy năm rồi chị Tám. Từ hồi xưa rồi, con Ngân hồi xưa thì nó rung động với lại anh Chương Phạm thì rung động thời điểm đó thôi. Thì bây giờ qua đây rồi, gặp anh rồi, thời điểm này nè, bây giờ con Ngân hiện tại nè, thì nó chỉ rung động mỗi một mình anh thôi. Cho nên là bây giờ chị đừng có thấy, tại vì bây giờ mới có nói lại mới dạo gần đây chị đừng có làm kiểu vậy được, có công về lục đục lắm. Cho nên là chị để cho em nuôi lại cái tình cảm này đi, tại vì giờ người đàn ông này trước mặt em là quá hoàn hảo, quá perfect rồi, cho nên là em không thể nào mà tìm được một người khác trong thời điểm này nữa. Còn biết yeah, em qua rồi đó. Mừng quá, không phải là câu trả lời hai em đi nhau. Ủa chị Tám nhắc lại cho em là cái tên của bạn Tám. Không phải, tại vì em là người không, thế này nè em là một người có cái trí nhớ về gương mặt rất là tốt, có nghĩa là thường là em gặp ai á là em sẽ nhớ gương mặt người đó, nhiều khi tên thì không nhớ nhưng mà mình mặt sẽ nhớ liền, cho nên nhiều khi là đi đâu mà báo thì gặp mọi người ê hay dữ khỏe không, mà quay lại cái chỗ bạn này tên gì, kiểu như là mình nhớ mặt chứ không phải là mình bảo mai mình nhớ thiệt, nhưng mà mình không có nhớ được tên. Thì thực ra mà nói nha, không chỉ một mình Vương Nhi nhá, mà theo Isaac biết á, là hầu hết ba cô gái mà chiến thắng trong cái Miss World á, Isaac đều nhớ mặt hết. Isaac còn nhớ, không biết là các bạn Miss World có xem hay không, không biết Isaac nhắc lại, không biết đúng không nha. Thì cái cô gái mà đạt danh hiệu cao nhất hoa hậu, thì bạn gái đó là bạn gái Isaac nắm tay đầu tiên trong phân cảnh mình bước vào cái khu vườn. Wow. Đó. Rồi bạn gái thứ hai, bạn Á hậu 1 rất là cao, phải rất là xinh. Thì cái bạn đó là cái bạn mà Isaac quay cùng trên du thuyền. Và sau đấy là sau cái buổi đấy thì bạn đó có hát tặng Isaac và ekip một cái bài hát karaoke rất là dễ thương nữa. Rồi Phu Nhi là ai cô gái mà lần đầu tiên Isaac gặp, Isaac phải nói là sao mà xinh vậy. Dễ thương thật sự mọi người, tại cái nét Phu Nhi rất là đáng yêu. Và Isaac thật sự là một trong ba cô gái mà Isaac nhớ thì con đưa hình là cũng chắc chắn là Phu Nhi là cái người mà Isaac ấn
ấn tượng về cái vẻ đẹp nó rất là trong sáng nhất. Thì Phương Nhi cũng là cô gái mà đứng bên trái của anh đó, trong cái phân cảnh trên du thuyền lúc mà cầm ly rượu, lượng ly cocktail. Thì không biết là ba bạn xem và bạn confirm là có đúng như vậy hay không, nhưng mà theo ký ức của Isaac á thì Isaac nhớ như vậy đó. Yeah. Yeah. Cảm ơn chị Tám nhé. Ờ, chị đang tính nói ủa gì chứ còn cảm ơn sao? Cảm ơn hả? Cảm ơn là cảm ơn là nàng thơ xuất hiện xuyên suốt cái MV là tặng bịch tới cánh trộn nắm tay đi xuống là cũng như là đúng lời trọng vẹn rồi. Cuối cùng không? Dạ vâng, dạ. Cuối cùng của MV này, cuối cùng của MV. Dạ. À, xin được mời hai bạn. Chị Tám ơi, câu hỏi tôi là hơi lặng đề chị nha. Em thấy chị cầm máy, chị quay với cạnh đen.